của chúng ta với những câu chuyện về những người Việt ở Nhật, và bên cạnh đó là những ân nhân đã giúp đỡ cho các bạn ấy là những người Nhật. Tuần trước thì chúng ta đã cùng gặp gỡ câu chuyện của chị Ngọc, một người phụ nữ đã kết hôn hơn 10 năm cùng với người chồng Nhật của mình và có hai cậu con trai rất là kháu khỉnh và đáng yêu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện ấy và cũng chào đón ba người kết nối đang có mặt cùng với chúng ta. Đầu tiên đó chính là MC Quang Bảo, người kết nối của chương trình. Và khu vực phía bên kia quý vị cũng có thể thấy là một sự phối đồ cũng khá là đáng yêu, ăn ý. Đó là hình ảnh của chàng MC Hoàng Rapper. Yeah. Và cùng với cô gái có nụ cười tỏa nắng, MC Sĩ Thành. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện ngày hôm nay. Mọi người đoán xem coi là chị sẽ gặp ân nhân là ai. Riêng em thì em nghĩ có thể là chị đó là chị dẫn đường, sẽ giúp cho chị có một cuộc sống ổn định, có một công việc ổn định hiện tại của chị đang làm. Dù cho anh không có biết là cái suy nghĩ của em đúng hay không, nhưng anh luôn luôn ủng hộ em Sĩ Thành. Bị chứng đấy anh. Mời nha. Sốt quá, cái tóc ngồi xin nhỉ. Nào. Hơi nhạt đúng không? So với là người Việt Nam mình đúng không? Nào bây giờ em thử nhá, em là người cho sốt trước đi. Anh mèo bảo cho sốt vào sẽ khác hẳn đấy. Nhiều không? Em cứ một chút. Xem trộn vào thì xem sốt của nó thế nào nhá. Đậm vị hơn rất là nhiều luôn. Cái này á, nó không phải là ramen, cũng không phải là udon luôn. Đúng, chính xác. Một cái xe mì hoàn toàn khác. Rất là đặc biệt. Anh ơi, xe mì nó hơi vuông vuông nè. Nói đi cho mọi người kỹ, nó sẽ hơi vuông vuông chút xíu này. Anh Mèo có phải bảo là ngon quá. Tại bọn chị đã thử rất nhiều yakisoba ở rất nhiều. Bảo đã tranh thủ để tìm hiểu cuộc sống của hai vợ chồng. Rồi lúc mà chị qua tới bên này á, thì cái ngày đầu tiên mà chị mới vừa qua tới Nhật Bản so với bây giờ, thì anh cảm thấy là chị có thay đổi cái gì không? Về tính cách cũng như là về cái cách mà họ chị giao tiếp với tất cả mọi người xung quanh. ただばっかりの時はやっぱり日本のことが全然わからないのですごく迷ってるっていうかわからなくて大変そうだなっていうところはありました今はそうですねだいぶ日本にも慣れてきましたのであの子供のお母さんと友達とか近所の人とかみんなと仲良く楽しくまあ会った時のようにすごい Nào, đây không? Ta lo cho chị như vậy đó. Đó, thấy không? Ta lo cho chị như vậy đó. Lúc nào cũng thế đấy. Cũng chăm chút như thế đó hả? Thế là sau bao nhiêu năm rồi, cái cảm giác ngày hôm nay của chị như là cái cảm giác mà ngay đầu tiên gặp ảnh thì bây giờ nó có khác gì nhau? Có chứ. Cái cảm xúc yêu nó có khác gì nhau? Có chứ. Khác như thế nào? Yêu nhiều hơn hồi xưa. Tại vì là hồi trước thì là yêu theo kiểu trai gái đúng không? Nhưng khi mà lập gia đình rồi thì mình yêu theo kiểu có trách nhiệm với cả gia đình nữa. Và khi mà thấy anh ấy có trách nhiệm với mình cũng như là trách nhiệm với cả con cái, tất cả con cái cũng như gia đình, tất cả họ hàng mọi người, thì tự nhiên mình cảm thấy vừa tôn trọng này, tự nhiên là cái chỗ dựa mà cảm giác rất là vững chắc cho mình ấy. Mình thấy yêu nhiều hơn hồi xưa đấy. Yêu nhiều hơn hồi xưa rồi. Thôi công việc của chị nữa cũng rất là bận, và công việc của anh nữa cũng rất là bận, nên thành ra là anh rất lo cho sức khỏe của chị. Lúc nào cũng như vậy đấy. Lúc nào cũng thế, chỉ cần đi làm tí về hay là gì mệt thôi là ngày mai xin nghỉ đi. Cưng có một người chồng cưng vợ đến điều như thế này thì còn muốn gì nữa đúng không quý vị? Mà đúng là Việt Nam chúng ta có một câu là gì, đồng vợ đồng chồng thì tác biển đông cũng cạn. Đúng không ạ? Thôi thì không biết nói gì hơn, mà cái chuyện là chúc cho anh chị lúc nào cũng vui vẻ, trong gia đình nhỏ của mình lúc nào cũng có nhiều tiếng cười như thế này đó, và hạnh phúc sẽ mãi ngập tràn trong ngôi nhà của mình. Bây giờ nếu mà chúc cho gia đình hạnh phúc tiếng Nhật nó làm sao vậy? Mà お幸せで、まあそうですね、ずっとお幸せでくださいとか、ずっとずっとで、あと幸せでって、幸せ。Chính anh Mèo cũng thừa nhận tiếng Nhật của chị Ngọc đã tốt lên rất nhiều. Vậy ai là người đã giúp đỡ cho chị Ngọc để được như thế? Như thế này, tại vì chị cũng nói chị mới kể tới đây một năm thôi đúng không? Thì không, là chị có những cái người bạn nào hoặc là những ai đó mà đã giúp đỡ cho chị rất là nhiều khi mà chị tới đây, khi nói chuyện tới đây. Đúng rồi, ngoài ra thì khi mà gia đình mình chuyển đây được một năm ấy, thì là anh Mèo công việc cũng rất là bận, mà đi làm từ sáng đến là tối. Nhưng thật ra là cái thời gian mà xoay canh công việc gia đình cũng
cũng như là con cái, nhà cửa, tất cả mọi thứ là đều do chị làm. Và đôi khi là khi mà mình cần sự hỗ trợ, ví dụ là những lúc anh có thể là hỗ trợ bình thường, nhưng những cái lúc về vấn đề phụ nữ thôi, những cái vấn đề mà nó liên quan đến riêng tư rồi nhiều vấn đề, thì lúc đấy thì thật sự chị cũng rất là may mắn, là bởi vì khi mà đến Ishinomaki thì đúng là tự nhiên lại đúng là có cái duyên lại gặp được hai mẹ con, mà hai mẹ con cô giáo, mà thực ra cả mẹ cũng là cô giáo mà giáo viên, mà con gái cũng là giáo viên. Và chị rất may mắn là hai người đấy đã dạy chị tiếng Nhật. Và thật sự là chị rất là cảm thấy biết ơn, bởi vì là ngoài tiếng Nhật, ta không phải tiếng Nhật, mà còn dạy chị cả những cái thứ trong cuộc sống. Khi mà chị cần có một cái gì đấy, chị cần phải hỏi ý kiến một ai đó, thì luôn luôn đưa ra cho chị những cái ý tưởng rất là hay, cũng như là những cái lời khuyên. Nên thành ra là chị cảm giác rất là biết ơn người đấy. Và cho đến tận bây giờ thì lúc nào chị cũng giữ liên lạc, và lúc nào cũng tạo ra mối quan hệ rất là thân thiết, và sẵn sàng có thể là giúp, kể cả bên chị cũng vậy, thỉnh thoảng cũng sang chơi, mà thỉnh thoảng thì ngược lại là bác và con cũng, khi bất cứ lúc nào mà chị cần sự giúp đỡ, luôn luôn đưa tay ra giúp đỡ chị trong mọi hoàn cảnh. Coi như nếu như mà có những nhân vật nào mà chị nhắc tới đầu tiên khi sống ở thành phố này, đó chính là hai mẹ con. Đúng rồi. Con người mà chị vừa chia sẻ. Đúng rồi. Chị có thể chia sẻ tên được không ạ? Tên của hai mẹ con đấy thì nhà là mẹ con thì là tên là Satoko Sensei. Cái con một người mẹ đó là Satoko Sensei Mama. Chị hay gọi là như vậy. Satoko. Đúng rồi, Satoko Sensei. Với cả Satoko Sensei Mama. Rồi. Thì em nghĩ rằng là ngoài ngày hôm nay, là khi mà đến với đây, thành phố này, gặp gỡ gia đình chị, thì em cũng rất là mong được gặp gỡ những người mà đã giúp đỡ cho chị. Bởi vì có thể nói rằng là cái mối quan hệ giữa Việt Nam với Nhật Bản là ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Và em cũng rất là muốn được gặp gỡ những người mà đã luôn luôn dang rộng vòng tay để mà đón chào và giúp đỡ những người Việt Nam của chúng ta, được không? Chắc chắn rồi, chị sẽ dẫn em tới. Dạ. Cho rồi. Mọi người biết. Dạ. Ngày hôm sau, Ngọc đến thăm hai mẹ con ân nhân người Nhật là hai mẹ con cô giáo Yuko và Satoko. Đây là cô giáo dạy tiếng Nhật à? Chắc con cháu dữ đấy. Cô giáo dạy tiếng Nhật. Hi. Nhưng mà con cháu này yêu lắm. Đây là đây là mẹ của cô giáo Satoko. À, mẹ của cô giáo. Thôi được rồi, bác. Để nói chuyện được kệ. Em tên là gì nhỉ? Dạ, em bảo. Ohayou desu ka? Ohayou. Xin chào. À, xin chào. Xin chào. Đây là cô giáo Satoko, là cô giáo của chị. Cô giáo Satoko. Giáo dạy tiếng Nhật của chị. Đúng rồi, còn đây là mẹ của cô giáo. Hai mẹ con Yuko và Satoko, giáo viên của trường tiếng Nhật nơi chị Ngọc đang học. Trường học này được tổ chức một cách tình nguyện, và Ngọc nhờ đến đây mà mới giỏi tiếng Nhật lên. Cô Yuko đã sinh sống ở Ishinomaki đã nhiều năm, và hôm nay cô sẽ dẫn mọi người tìm hiểu thêm về thành phố này. Đầu tiên là nơi thưởng thức món hải sản tươi sống của Ishinomaki. Đầu tiên khi mình ăn, mình phải xem là mình phải ăn. Khi mà mình ăn thì mình sẽ phải nói là mời mọi người ăn ngon, đúng không? Mời mọi người ăn ngon. Thì cái từ đấy là itadakimasu. 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 Thế xong người ta sẽ ca cái nhé nhé. Bình thường người Nhật ấy, người ta sẽ không biết độ cay của cái này, là tại vì là wasabi ở đây có hai loại. Tại vì nhá, wasabi bình thường ở Nhật ấy là wasabi dùng cho nhà hàng sẽ là wasabi tươi. Tươi có nghĩa sẽ mài trực tiếp từ cái củ wasabi ra. Thì bình thường ăn người ta sẽ lấy từng tí như thế này thôi. Và người ta này, sau khi người ta nếm cay quá thì bắt đầu người ta dừng. Hoặc là người ta cho cay. Stop ngay đi. Mọi người kìa, mọi người bảo chưa có. Ăn thử, chạy tới nơi luôn rồi. Rất là tươi.
Chứ em cũng ăn được đồ sống à? Em ăn được đồ sống rất là thoải mái, nhưng mà con tôm thì nó rất là không biết diễn tả làm sao luôn, cái gì chỉ cần là bỏ vô miệng mình một cái thôi giống như nó tan ra rồi đó, bất cần phải nhai một cái chút nào hết trơn luôn, rất là tươi. Để ăn thử miếng cơm và miếng gạo coi như thế nào nha. Đợi em thử xem nào. Thế còn không biết là hai cô thì sao ạ? Hai cô cảm thấy là chị Ngọc là người như thế nào? Chị có rất là đam mê thì lúc thì đến Ngô chẳng Quốc sản là thế mà cái này được để Quốc sản được khỏe khỏe ở kích to kiên kỳ nhà đi mà mà tôi xin cứ phải đi chị. Vậy em hỏi thiệt chuyện câu nè, hôm qua giờ là chị có nói trước với chồng chị hay nói trước với mọi người không? Mình sẽ toán khen không vậy chị Ngọc? Hả chị Ngọc? Toán là khen không? Thôi bây giờ để em hỏi thêm một người cuối cùng nữa, đây là cô giáo mẹ này, đúng không? Bây giờ không biết là chị Ngọc có một cái tính xấu nào không? Ý là chút xíu thôi cũng được nữa, chứ hôm qua là toán lời khen không à? Cảm bari sugi chau tokoro kana. Trời, tới cái tính xấu mà cũng vậy nữa đó hả? Mà cũng lo lắng là chị cố gắng quá nhiều nữa hả? Thôi xấu lắm. Nhưng mà cũng nhờ cái tính xấu đó mà chúng ta đã có ngày hôm nay, đúng không? Sự cố gắng của chị mà thứ nhất gia đình lúc nào cũng hạnh phúc, rồi sự cố gắng của chị mà lúc nào những mối quan hệ xung quanh, rồi bạn bè, rồi công việc, tất cả mọi thứ đều rất là êm đềm, thì em nghĩ là nó hoàn toàn xứng đáng với cái tính xấu đó của chị thôi. Tính ra là mối quan hệ nghe thế này thôi là em tin chắc là rất là khăng khít rồi. Thì bây giờ có một cái vài cái kỷ niệm nào mà chắc chắn là rất nhiều này, nhưng một cái kỷ niệm nào đó mà chị nhớ nhất về cô giáo mẹ cũng như cô giáo con ở đây? Rất là nhiều kỷ niệm. Thật ra có một cái kỷ niệm là khi mà chị ốm ấy, mà anh Mèo Thế đi làm từ sáng đến tối mà không có ai trông trẻ, mà chị ốm sốt đúng 40 độ không lái xe được, mà không biết phải gọi ai. Thế lấy chị có gọi cho cô giáo con và chị bảo là cô ơi tôi sắp chết rồi. Mà chắc hình như cô đang ngủ phải, xong tự nhiên lúc đấy cô đang nghe giọng là rất buồn ngủ, xong tự nhiên bảo cô ơi em sắp chết rồi, thì cô tỉnh luôn. Thế thì ơ làm sao đấy. Thế một lúc sau khoảng tầm 15-20 phút nữa đi xe đạp từ nhà trở sang nhà chị, tất tần tật từ thuốc đến chán rán, thuốc hạ sốt rồi đồ ăn, chắc phải ăn đến 2-3 ngày 3-4 ngày đấy, chắc phải lúc ăn đến hết ốm thì thôi đấy. Đầy đủ hết đấy, đầy đủ hết. Tay nách sách vang mang sạc. Thì lúc đấy là chị đi bệnh viện cấp cứu. Thì lúc đấy chị đi bệnh viện cấp cứu xong rồi về thì thấy hai đứa bảo ôi cô giáo mang sang nhiều đồ lắm cho cô lo, xong cô cũng nhắn tin, trong bệnh viện cũng nhắn tin là thế đi vào khám chưa, thế khám xong rồi lúc quay ra hỏi thế bác sĩ bảo thế nào rồi, xong rồi thì lấy thuốc thế nào, đã đi về nhà chưa. Rất là lúc lo lắng, và lúc đấy mới thấy được giá trị là tìm được người tốt thật là khó, mà nhất là ở nơi xa đất khách quê người như này thì là cái điều đấy lại càng hiếm hơn. Và chắc đến mãi là lúc nào phải biết, rất biết ơn đấy, biết ơn lúc nào biết ơn hai người. Tiếp theo là nơi có thể ngắm nhìn toàn thành phố Ishinomaki, và cũng là nơi 7 năm trước người dân thành phố đã đến đây để chạy trốn trận sóng thần. Quý vị biết không, tôi nói đời này không có gì mà cho không nhau hết trơn á. Dẫn nhau đi ăn no thiệt no, ngon thiệt ngon, xong rồi ai ngờ là đi leo núi mệt thiệt là mệt luôn, nhưng mà cũng bù lại được vớt vát cái là cảnh rất đẹp thưa quý vị. Đây quá tuyệt vời luôn. Chị biết chỗ này chỗ nào không? Cái này là chỗ nào chị? Cái chỗ này nhá, người ta gọi là Hiyoriyama. Hiyoriyama. Thì là cái yama chỗ này thì có nghĩa là nó là cái núi. Khung cảnh ở đây rất đẹp và yên bình, nhưng 7 năm trước, sóng thần của trận động đất lớn ở Đông Nhật Bản đã đổ bộ và gây thiệt hại to lớn. Tòa nhà ở phía xa kia chính là nơi hôm qua Bảo đã cùng gia đình chị Ngọc xem pháo hoa. Đấy em biết đấy, hồi xưa thì nó cũng là dạng như là thủ phủ của Ishinomaki, bởi vì rất là nhộn nhịp và đông đúc, phố xá rồi có nghĩa rất sầm uất. Đấy, sau khi sóng thần động đất đến thì đã quét toàn sạch, mà sóng thần động đất phải lên tận chỗ này đấy. Là cái gì? Là mọi người leo lên tới đây luôn á hả chị? Đúng rồi, mọi người phải chạy và phải lên trên đến đây để tránh sóng thần. Sóng thần đây em nhìn đây.
Nhìn cảnh ở đây thì không ai có thể nghĩ rằng nơi đây đã bị tàn phá hầu như không còn lại gì. Chắc chắn rồi, chắc chắn là sau khi mà theo dõi chương trình này cũng như là biết được về cái thành phố Ishinomaki này thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều người Việt Nam muốn một lần đến thăm. Bởi vì ở đây người dân theo cho Quang, cái cảm nhận riêng của Quang bảo là mọi người rất là dễ thương, mọi người luôn luôn chào đón tất cả những người khác. Và cái quan trọng nhất là cái nghị lực của mọi người đã nuôi trong suốt thời gian vừa qua, dù cho có thiên tai, dù cho khó khăn cỡ nào thì mọi người vẫn luôn luôn cố gắng bám trụ để mà giữ lại cái mảnh đất quê hương của mình. Và cũng hy vọng rằng là người dân Việt Nam sẽ góp một phần công sức nhỏ của mình để mà cùng chung tay tạo nên cái điều tuyệt vời và giúp cho Ishinomaki trở lại cái thời gian hưng thịnh ngày xưa. Những câu chuyện về sự vươn lên sau động đất sóng thần của người Nhật. Nhưng mà Nguyễn Khang cảm nhận được là hình như là cứ sau mỗi lần đối mặt với thảm họa thiên nhiên thì người Nhật lại dường như gắn kết và họ quay trở lại lại càng mạnh mẽ hơn so với ngày xưa. Không biết là mọi người nghĩ như thế nào về tình cảm của chị Ngọc với những người ân nhân? Nhìn cái hình ảnh của chị Ngọc với lại hai cô giáo thì em nhớ lại hồi xưa, cái thời của em đi học lớp 10 thì em cũng có thân với một cô giáo dạy kèm của em, thì em thân luôn với lại mẹ của cô giáo. Đến một cái lúc mà thời gian mà gia đình khó khăn á, không có đủ tiền để đóng, nhưng mà cô vẫn dạy cho em miễn học phí luôn cả gần cả năm trời, tức là học phí bây giờ em vẫn còn thiếu môn gì, dạy kèm Anh, Toán, Lý, ba môn luôn. Trời ơi, học nhiều quá ha, mình đã học miễn phí rồi mà mình còn học nhiều như vậy nữa. Bây giờ thưa cô, học trò của cô ngày xưa đã trở thành một MC rất đắt show. Thế thì rất mong là cô sẽ nhận ra được học trò của mình. Nếu mà Ngọc là một liều thuốc thì sẽ tặng một bịch thuốc cho cả hai cô giáo. Một sự suy đoán cực kỳ logic. Logic luôn ha anh. Phải để chi quạt kép cho em chứ. Là logic hả? Còn đối với chị Thanh. Theo cái kiểu mà em quan sát thì nghĩ là chắc hát bài đi em. Dắt ra ngoài nhà hàng ăn. Cũng ăn hả? Cho em xem đi. Xem clip đi anh. Ok, thế thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện quý vị nha. Chia tay với mẹ con cô giáo, Quang Bảo cùng Ngọc đi về nhà và bày tỏ với Quang Bảo về ý định của mình. Tính ra là vừa là bạn mà vừa là ân nhân, giúp đỡ nhau rất là nhiều thứ trong cuộc sống. Bây giờ là chị phải làm một món quà đúng không? Đúng rồi, mình cũng muốn có một cái món quà gì đấy làm tặng cho một người bạn mà luôn hỗ trợ mình, lúc nào mình cần cái là cũng có mặt luôn. Bây giờ làm gì ta? Chị có làm được cái gì không? Cái gì đó làm hát thì hát thì hát dở rồi, nấu ăn thì cũng nấu ăn. Mình làm cái con búp bê gỗ kia đi, cái con búp bê gỗ mà ngày hôm qua mà chị nói với em đó. Cái con búp bê gỗ. Tại vì thì bây giờ giống như là bạn đúng không? Thì bây giờ là mình làm một cái món quà này như vậy thì cũng giống như là một cái người bạn lúc nào cũng ở bên cạnh. Đôi khi mình không có bên cạnh được thì cái con búp bê đó sẽ là người bạn thay cho mình. Ý tưởng hay đấy, mình chưa làm bao giờ nhưng không biết có làm được không, nhờ cũng hơi run. Nhưng mà vẽ thì cũng nhỡ đâu vẽ chai em lại thành Doraemon thì chết. Không, thật ra là không quan trọng cái gì là mình vẽ đẹp hay vẽ xấu, nhưng mà quan trọng là cái tấm lòng của mình. Như thấy sao, cái đó được không? Cái đấy hay đấy, ý tưởng có vẻ là ok đấy. Rồi, nếu mà như vậy, mình đã quyết định như vậy thì mình sẽ đi kiếm một cái chỗ để mình làm cái con búp bê gỗ này và tặng cho người bạn của mình. Hay đấy. Quang Bảo đã tìm được một cửa hàng làm búp bê gỗ. Đây là búp bê gỗ của vùng Ishinomaki. Ở Nhật, mỗi địa phương thì sẽ có những búp bê gỗ Kokeshi đặc trưng riêng của mình.
Nghệ nhân Hayashi là một nghệ nhân kokeshi nổi tiếng ở đây và sẽ là người hướng dẫn cho Bảo và chị Ngọc. Trước tiên là tập vẽ mắt ra giấy trước khi vẽ trực tiếp lên búp bê. Việc vẽ mắt rất quan trọng vì nó sẽ tạo ra thần thái cho kokeshi. Độ đậm, độ lợt theo độ tì của cái lực của đầu ngón tay mình á. Cốc sản phẩm rồi. Nè. Hidari no me, mingi no me. Kuroi tokoro o kakimashite. Kuroi tokoro o kakimashite. Shita. Shita. Hana o kaite. Ôi, hồi nhỏ đi học vẽ lúc nào cũng được cô giáo khen. Thôi cố lên đó. Con nhau động viên nhất trong lớp luôn. Thì chị mà cũng mặt lên như thế luôn. Cuối cùng cũng xong rồi. 1, 2, 3 Đây chính là con búp bê gỗ đầu tiên mà Bảo đã tự tay mình vẽ. Thực ra nếu mà hỏi Bảo là cần phải lưu ý cái điều gì mà khi mà vẽ cái búp bê này, thì Bảo nói thật với tất cả quý vị rằng là chúng ta không cần phải lưu ý một cái gì hết. Bởi vì một người mà vẽ xấu như Bảo mà còn vẽ được thì quý vị cứ yên tâm, sẽ căn cứ gì được hết. Bảo nghĩ rằng là thật sự là khi chúng ta vẽ điều này, chỉ cần lưu ý một điểm thôi, là chúng ta phải luôn luôn nghĩ về cái người mà chúng ta muốn vẽ. Thì khi đó chúng ta mới có thể thể hiện được hết tất cả những cái nét vẽ về cái người đấy. Cũng như là khi mà viết những cái lời chúc như thế này thì chúng ta mới có thể viết được những cái lời chúc một cách thật lòng. Và khi mà Bảo nghĩ rằng là Bảo tính rằng là cái người nào mà được tặng thì khi mà cầm búp bê gỗ lên sẽ nhận cảm nhận được tất cả tình cảm mà bạn đã đặt vào trong con búp bê này. Đó là điều duy nhất thôi. Chị thì sao? Ồ, chị cũng nghĩ vậy đấy. Bởi vì khi mà mình nghĩ cái gì sau đó thì mình sẽ viết ra. Cho hồi thì mình thấy là đúng là khi mình nhìn lại thì đúng là mình đặt tất cả tình cảm này, đặt tất cả những cái những cái sự gọi là biết ơn, rồi những cái sự trân trọng tất cả mọi thứ dành cho những cái người mà mình đã viết ra, cho họ những lời chúc cho họ, và mình nghĩ rằng là nó sẽ thành hiện thực. Mà nhìn xem, búp bê kokeshi của Quang Bảo còn có cả mắt kiến nữa. Không biết Bảo đang vẽ ai đây? Nhìn trông giống Quang Bảo lắm. Bước tiếp theo là viết những lời nhắn nhủ lên thân của búp bê. Đây chính là một búp bê kokeshi đã hoàn chỉnh. Nhìn cả hai vẽ cũng không tệ phải không nào? Và cuối cùng thì mời hai mẹ con cô giáo lên núi Hiyori để tỏ lòng biết ơn của mình. Quý vị thân mến, hiện tại thì Quang Bảo lại một lần nữa đang có mặt tại đỉnh núi Hiyori và đang đứng cùng với lại cô giáo mẹ và cô giáo con ở đây. Và ngay bây giờ sẽ là một điều rất là bất ngờ để dành tặng cho cô giáo mẹ cũng như cô giáo con. Thật ra ngày hôm nay rất là vui khi mà đã được cùng đi tham quan thành phố, được ăn rất là ngon cùng với lại cô giáo mẹ cũng như là cô giáo con. Và ngay bây giờ thì sẽ có một món quà đến từ một người rất thân, rất đặc biệt đối với hai người, sẽ dành tặng món quà đó cho hai người ạ. Đây. ここで。ええ。すごい。かわいい。自分で書きました。そう。だ、あと、先生。母さんみたいと。ありがとう。そうですね。いつもありがとうなので。 いつも元気で元気たっぷりで
いっぱいいろいろ教えてください。あ、ありがとうございます。頑張りすぎないでね、でもね。ありがとう。魚もいる。いつもありがとう。ありがとうございます。まあね、楽しいで、ずっと一緒にいろいろ。いっぱい、お姉ちゃんみたいもですけど、まあ楽しんでずっと一緒に、まあいっぱい遊びましょう。びっくりしちゃダメだよ。わかりました。まあどうかわからないけど、ちょっとなんかさとこ先生の顔も。ちょっと可愛い似てるかなと思って。Nhận được món quà với những lời nhắn từ tận đáy lòng của chị Ngọc, mẹ con cô giáo Yuko và Satoko đã không tránh khỏi xúc động. Và bất ngờ hơn, Bảo đã tặng con búp bê của mình cho chị Ngọc. Màu đẹp quá trời luôn. Nhưng mà thật ra cái này á là không phải là Bảo vẽ cho Bảo, cũng có chút chút là Bảo nằm ở dưới này thôi. Còn cái này là Bảo vẽ anh mèo. Thì ra búp bê Kokeshi của Bảo không phải vẽ chính Bảo mà là anh mèo chồng của Ngọc. Nhưng mà nếu mà cắt đôi ra như thế này là mỗi bên 4 con, 2 con bự là chị với anh mèo, 2 con nhỏ là Tsubasa với lại đó, và cái chữ hạnh phúc này là dành tặng cho anh chị. Mọi bên nói thật là anh chị. Tại vì hy vọng là dù anh mèo có bận việc cái nào đó chăng nữa thì cuối cùng là cũng sẽ có một anh mèo ở nha, ở cạnh chị nha. Còn đây là em nè, để em nằm dưới này thôi. Dưới này là nhớ tới em. Biết chưa, biết tên Bảo chưa? À đây, rồi, biết tên Bảo rồi. Thì chị sẽ nhớ cho anh mèo nha, cho anh mèo vui lắm đấy. Ừ, nếu mà là anh mèo thì đúng rồi đấy. Cái mặt vừa chị nói với em đúng không? Ừ, yeah. Đấy. Đó, em đấy. Tặng cho cả nhà anh mèo đó. Ôi, cảm ơn. カズオさん見たらなんか似てるみたいですね。Dạ rồi. Thật ra em rất là cảm ơn mọi người. Em nó lần đầu tiên tới với lại Shinomaki mà đi chung với mọi người một khoảng thời gian không có dài, nhưng mà lúc nào là em cũng thấy được tiếng cười tràn ngập trên môi của mọi người cả. Và em thấy được cái mối quan hệ gắn kết giữa không chỉ là tình người với nhau mà còn là giữa quốc gia với lại quốc gia. Và em nghĩ đó là một cái điều rất là đáng trân trọng. Hy vọng rằng Shinomaki sẽ một lần nữa phục hưng trở lại, và hy vọng rằng ngày sẽ càng có nhiều người Việt Nam hơn nữa định cư tại Shinomaki và đem tới niềm vui nơi đây, cũng như là người dân nơi đây sẽ ngày càng hạnh phúc hơn. Đây người đẹp, người đẹp. Đây em hấp cả chị lẫn cả anh mèo nhá. Em hấp cả hai người. Đây, đây là chị đây. Đây,